Em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha, kênh hàng Nhật Bãi Thì hôm nay em giới thiệu với các bác là một mẫu nồi cơm uh, Siêu phẩm một thời, xanh nhơ sòi, 1 lít 8 nồi to đùng nha các bác Thì uh, những cái nồi dung tích lớn vậy này là sử dụng cho gia đình các bác mình là 5 đến 8 người sử dụng Thì hiện tại là nồi của mình là sản xuất vào năm 2009 Và còn uh, hình thức là như hình nha các bác Còn rất là ok, vỏ thì cũng không có cắn mớp gì hết chày xước cũng phải có nha tại vì hàng đã qua sử dụng mình với lại là cái đời của nó còn là những cái đời mà đầu sản xuất cho nên là các bác mình phải là thông cảm đây mẫu hàng sức 209 điện áp 100 công suất 1350 w thì hiện tại em đang có phục vụ cục đối nguồn điện cho các bác là 2000 w để nấu nồi cơm với giá là 550 000 cục 3000 w nấu được hai nồi cơm cùng lúc với giá là 700 000 thì lưu ý giúp em nha các bác không sử dụng điện 220 thì uh, một cái yếu điểm nhất là của nồi nhật là như thế mình xài đúng điện cho em thì nó không hư hao gì hết với những cái hàng này còn gọi là nồi đồng có đá rồi các bác yên tâm mình sử dụng khỏi có sợ cái vấn đề gì mà trong những cái nồi mà được một số bác cái kiểu như mà biết nhìn hàng mà để lựa chọn thì đây xanh như sồi cơm cực kỳ cực kỳ ngon nha các bác mà nấu thời gian ngắn nhưng mà cơm lại ngon đây gheo gò gòn xanh mướt các bác lòng đẹp khen luôn thì uh, những cái mẫu này uh, là một siêu phẩm một thời của nhật đó các bác các bác biết rồi người nhật người ta đã mà sáng tạo sáng chế cái gì là cũng phải là đứng đầu thế giới hết mà đối với những cái mà vật dụng mà vụ đời sống mà sức khỏe thì người ta rất là kỹ lưỡng mà cái hiện tại uh, thì uh, những mẫu này uh, là không còn sản xuất nữa nha thì bên nhật người ta ngưng sản xuất rồi ta sẽ những cái nồi dòng sau này nó có đẹp hơn một tí chức năng có nhiều hơn một tí thì uh, nó lại được là cạnh tranh với hàng Trung Quốc và hàng của Thái Lan cho nên là mẫu mã nó đẹp mà cái giá tiền nó cũng lại là rẻ nữa những cái mẫu như thế vậy thứ như thế này mà nếu còn sản xuất ở tại Nhật thì nó giá nó rất là cao người ta cạnh tranh không nổi một số hãng thí dụ cái mẫu này giá cao quá mà người ta hạ giá thì nó mắc đi cái cái gọi là cái đẳng cấp của người ta người ta sẽ làm cái mẫu khác đi cho giá giá nó rẻ xuống để nó cạnh tranh với những cái mặt hàng khác còn những cái dòng này thì hiện tại đức hàng các bác rất là bền bỉ cơm rất là ngon nếu mà mua nồi này mà nói cơm không ngon em xin hoàn tiền lại các bác một trăm phần trăm tại vì nồi này em đã từng nấu cơm ăn rất là nhiều lần nó nồi đồng của nó cái son rất là dài dặn luôn các bác các bác mua nồi này em chỉ để giá yêu thương với các bác nha đó đây không phải bàn cãi về cái, cái nồi rất là ok nó đít hơi có chạy nha các bác đây còn rất là đẹp ngon đặc biệt là con xanh mướt bên trong nha cũng còn sạch đẹp thì những cái cái, cái cái nồi như thế này á, thì cũng như kiểu giờ nó cũng rất là hiếm rất là ít nó còn không còn mà kiểu mà nó phổ biến nữa thì bây giờ em cắm điện vào em hướng dẫn các bác một số tính năng nhưng mà để các bác xài thì em sẽ có video chi tiết nha cắm điện vào rồi em báo giá nha rồi các bác em đã cắm điện vào rồi, rồi, em xin phép giới thiệu các bác những nút cơ bản. Nấu cơm, nút tắt, nút giữ ấm, nút chỉnh gạo, nút chỉnh chế độ nấu, nút hẹn giờ, nút mũi tên lên xuống để mình chỉnh giờ. hiện tại em đang chỉnh chế độ cơm trắng các bác, rồi bấm bấm, bấm, bấm thì nấu lúc này là nấu cho em nè. Đó, khi nấu là sẽ có cái quạt nó tản nhiệt cái dưới nó bắt bằng từ cho nên là những cái đồ vật dụng mà nấu bằng từ đều có cái quạt ở dưới nó nghe tiếng hù hù nha các bác thì cái kiểu này người ta gọi là công nghệ là nấu từ của nhật công nghệ độc quyền không nấu mình tắt cho em nè đó hâm thì bấm vào đây cho em đó, nó sáng đèn rồi nè không hâm nó thì tắt này chỉnh gạo hiện tại là gạo trắng em bấm một cái nó xuống gạo trắng không cho em bấm thêm một cái nó là gạo lứt gạo lứt không do gạo lứt nảy mầm mình chỉ xài cái gạo lứt thôi còn chế độ để bấm ra nó một dãy cái chế độ luôn hiện tại là chế độ là bình thường bấm thêm một cái nữa chế độ tiết kiệm điện bấm cái chế độ cơm ngon cơm nhanh trong nhanh dưới đây nấu uh, xôi, nấu cháo nấu cháo thì đây nha mình chỉnh được thì bấm nút nấu cho em thì nồi này nấu cháo là 65 phút thì các bác lưu ý giúp em nếu mình nấu cháo thì mình bấm ngay cái nấu cháo cho em thì nó sẽ tránh trường hợp bị chào ra còn một số bác mà nấu cháo bấm chế độ nấu cơm thì nó sẽ bị chào đây là nút để uh, chỉnh giờ lại đây nút giờ nó phút này đó đồng hồ chạy tên tên này chứng tỏ mặt hàng em bán rất là bình thường nha các bác cứ các bác cứ yên tâm sử dụng đó không có phải lăn tăng cái gì hết hàng em lên video em đều test ok hết chứ thật sự là hàng em rất là nhiều đó thì nó ngưng chớp là nó sẽ là trở về cái hẹn uh... khung giờ sáng bấm cá là khung giờ chiều thì em ví dụ gia đình mình là 8 giờ tối là 20 giờ gia đình mình ăn cơm thì chỉnh đến đúng giờ này bấm nút nấu cho em thì đúng cái giờ này có cơm các bác ăn thì trước giờ này nó sẽ bốn mấy phút nó sẽ nấu với chế độ cơm trắng bình thường em đảm bảo các bác là cơm cực kỳ cực kỳ ngon luôn các bác người ta gọi là nồi đồng có đá thì các bác biết rồi đó không nấu thì tắt cho em nha thì mẫu này em đã test ok hết hình thức là cũng còn lại như hình như video cũng còn rất là đẹp nha thì cũng phải có chày xước chút đỉnh rồi vì nó là hàng đời đầu mà nhưng mà cái chất lượng thì em đảm bảo không có cái nào mà qua khỏi được Thì mẫu này em đang sale với giá yêu thương như quát luôn nha Không mặc cả 2,1 triệu Cọc cho em 200 chuyển đủ em bao ship Cọc thì các bác trả tiền ship Nhận hàng các bác được kiểm tra được cấm điện trước mặt Google cục Em bảo hành 3 tháng cho các bác sử dụng Thì uh, địa chỉ đang bán nằm ở Bình Chánh nha Thành phố Hồ Chí Minh Những số hội chút đó là 0919407501 hoặc là năm hiện tại em đang bổ sung thêm một cái Zalo vì cái zalo thứ nhất nó quá tải rồi một số bác gọi điện nhắn tin thì cũng là hơi là hơi chậm tại vì một cái một cái zalo mà nhiều người nhắn tin quá thì tin nhắn bị trôi em trả lời không hết cho nên là cái vấn đề hiện tại em bác gặp thì, thì nó cũng rất là khó xử mong rằng là các bác thông cảm nha em các bác muốn trả lời nhanh hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại và zalo thứ 2 nó sẽ nhanh hơn thì đó các bác mua mẫu này các bác chụp hình gửi qua giúp em nha cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo chúc các bác là nhiều sức khỏe xem video vui vẻ cảm ơn các bác